Tập 1 Bạch Chân Tướng. Gara. Công ty. Tiếp theo là một tin nhắn. Tối ngày 14 tháng 4 năm 2019, điểm cuối, khoảng 7 giờ tối, tại đường Ngũ Thông, khu Tân Hải trong thành phố, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một người đàn ông đi qua đường bị một chiếc xe hơi lao nhanh đâm phải. Theo camera quan sát tại hiện trường ghi được, người đàn ông này nghi là say rượu. Ở đây chúng tôi nhắc nhở quý vị khán giả, nhất định phải cẩn thận, cẩn trọng, trân trọng tính mạng, đi đường bình an. Thời tiết đẹp thiệt đó. Lý Lộ Đa, khi nãy cậu la hét gì vậy? Mình mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mình mơ thấy Ngỗng Bá Dương, vị sếp đó của cậu sao? Mình không hiểu nổi nha. Vị sếp đó của cậu đáng sợ tới mức nào mà có thể khiến cậu sợ tới mức gặp ác mộng vậy? Nhưng ngày nào mình nằm mơ cũng có thể mơ thấy anh ta. Vậy đi, ám ảnh tâm lý của cậu lớn tới mức nào chứ? Vậy cậu nói coi mình nên làm sao đây Tiểu Lai? Làm gì vậy Quách Tiểu Lai? Của đi thay người thôi. Cục cưng, cậu làm gì vậy? Cho mình dây ít tiền đi. Bao nhiêu? 6.000. Cậu nghĩ sao vậy Quách Tiểu Lai? Lần trước cậu yêu đương đòi chia tay. Tôi muốn gặp người phụ trách thang máy. Sao vậy giám đốc Bạch? Sau khi tôi suy đoán một cách chặt chẽ, nguyên nhân khiến hôm qua tôi tới trễ quả nhiên do thang máy thiết kế không hợp lý. Thang máy, năm thang máy, ngay cả bố trí phân luồng cơ bản cũng không có. Hơn nữa các cậu lại không bố trí khi thang máy không có người sử dụng, tự động dừng ở tầng 1. Một thang máy có thể chịu tải 21 người, mỗi người đợi thêm 15 giây, tức là 315 giây. Thời gian 315 giây trung bình tăng thêm 37 người, vậy thang máy mới tắc nghẽn như vậy. Anh tính cũng chuẩn xác quá, có tới mức nguy hiểm vậy không? Lý Lộ Đa, cô qua đây. Hôm kia cô ấy chính vì thang máy của các cậu thiết kế bất hợp lý mà tới trễ, khiến cấp trên nổi giận. Cũng chính là tôi đây, cô biết năng lực làm việc kém còn tới trễ, khiến cho người ta bực mình sao không? Giám đốc Bạch đi thông thả nha. Sự kiện họp báo ẩm thực người lười buổi chiều đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi, chỉ đợi bắt đầu thôi. Sau khi tôi tới công ty, đây là loạt sản phẩm đầu tiên được tung ra, không được có bất cứ sai sót gì. Tôi biết rồi. Nhóm làm việc lớn chuyên dùng. Lộ Đa, còn 60 giây Ngỗng Bá Dương sẽ tới văn phòng. Đi mau đi mau, tới rồi. Chào giám đốc Bạch, tôi pha cà phê cho anh nha. Lâm Trí Anh, người ở nơi làm việc lại không để tâm vào công việc. Quần biểm đó là sản phẩm cô mới nghiên cứu phát triển sao? Xin lỗi giám đốc Bạch, đây là quảng cáo tự động nhảy ra, lần sau tôi sẽ nhất định chú ý. Du Qua, bản thảo cho buổi phát trực tiếp chiều nay, anh định khi nào gửi cho tôi? Tốc độ này của anh tôi nghi là anh bắt đầu từ phát minh chữ Hán rồi đó. Không không không, bản thảo mà anh cần tôi buộc phải làm cho tốt hơn nữa. Tôi đang cố gắng khiến cho từng câu từng chữ xứng với khí chất của anh. Tôi trao chút lần cuối, lập tức gửi qua cho. Thái độ của anh vậy là sao? Tôi rất thích. Tốc độ phải nhanh hơn chút nữa đó. Không phi phỉ, trong biểu mẫu cô gửi cho tôi, số người đến dự mà cô thống kê không tính giới truyền thông. Cô coi thường giới truyền thông thì giới truyền thông sẽ coi thường tâm hạnh. Hy vọng độ tập trung của cô dành cho công việc có thể giống như cô dành cho việc trang điểm. Nastic, sau khi cô ấy thống kê lại, cậu phải tăng thêm tương ứng số lượng ăn thử sản phẩm. Bản thân ăn ít thôi, nhất định phải xác định nhiều lần. Tình hình vệ sinh của nhân viên hiện trường đó. Dạ không vấn đề, giám đốc Bạch. Túi của anh. Lô Đa,
Hôm nay bản thảo cần dùng cho buổi phát sóng trực tiếp, nhờ cô hết nha. Hôm qua tôi cùng khách hàng uống rượu tới nửa đêm, chút nữa còn phải đi xây cộng nữa. Bàn với họ về chuyện cung cấp nguyên vật liệu, việc đã quyết định xong họ thay đổi, tôi đau đầu quá. Cảm ơn cô nha, cực khổ rồi. Lộ Đa, giám chắc các bà mẹ gửi thông tin ưu đãi, logo dùng cho hoạt động chiều này, có thể làm phiền em đi lấy giúp chị không? Nhưng mà... Lộ Đa, em giúp chị thêm lần nữa đi mà, chỉ một lần thôi. Dạ được, được thôi. Bạch chân tướng. Thời hạn chết gần kề. Nè, đưa bộ tâm đứng cho tôi đi. Cái gì? Bộ tâm đứng. Đọc tôi nghe xem. Ẩm thực người lại. Chờ sở tôi phải không? Bộ tâm đứng đâu? Cô không có tâm sao? Tại tôi không kiểm tra kỹ. Xin lỗi giám đốc Bạch. Nói cho tôi biết phương án giải quyết của mọi người là gì. Mọi người có biện pháp cứu vãn không? Anh tới rồi. Có kinh nghiệm không? Chỗ tôi vẫn chưa xong việc đâu. Thầy Du, tôi cảm thấy là có thể dùng rau củ xanh thay thế cho bộ tâm đứng, càng thể hiện được triết lý xanh khỏe của tâm hạnh chúng ta. Dù sao cũng tốt hơn hiện giờ. Ẩm thực người lười, như vậy có được không? Không thì sao? Đem mọi người treo hết lên hả? Bản thảo phát sóng trực tiếp đâu? Nó nằm ở trong điện thoại của tôi đó. Tôi in cho anh liền đi. Cuối cùng cũng giải quyết xong đống rắc rối này rồi. Ai vậy? Cứ gọi điện hoài. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Bạch Chân Tướng, giám đốc Bạch. Các vị khách quý, các bạn bè trong giới truyền thông, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Lười trước nay luôn được dùng như một từ tiêu cực. Nhưng mà theo tôi thấy, lười là động lực tiến bộ của văn minh nhân loại. Cảm ơn. Nè Lộ Đa, bản thảo viết được đó. Tình huống đột xuất như vậy mà cũng làm được. Bản thảo này chẳng có câu nào là của em viết đâu. Ý tứ cũng hoàn toàn không giống. Tập đoàn Tâm Hạnh chúng tôi đều lựa chọn sử dụng nguyên liệu thực phẩm xanh, không chất phụ gia, không ô nhiễm, lành mạnh yên tâm sử dụng. Tuy là ẩm thực người lười, nhưng mà hương vị không hề lười biếng chút nào. Sản phẩm trực tuyến và trực tiếp đều bán hết rồi. Chúng ta quá lợi hại. Phải đó, vào công ty lâu như vậy rồi, lần đầu tiên được thấy cảnh tượng này đó. Lộ Đa, sự kiện tổ chức thành công như vậy, không nên ăn mừng một chút sao? Dạ đúng, ăn mừng, ăn mừng. Có gì đáng ăn mừng chứ? Chỗ nào cũng có khiếm khuyết. Lý Lộ Đa, cô không chỉ tới trễ, mà còn phạm phải nhiều sai lầm sơ đẳng. Bài phát biểu khi nãy cô đưa tôi viết quá tệ luôn. Trừ 2 tháng tiền thưởng. Không phải chứ giám đốc Bạch, chuyện này không phải giải quyết ổn thỏa rồi sao? Hơn nữa rất nhiều lỗi, cũng không thể trách là lỗi của Lộ Đa được. Phải đó, hơn nữa chúng ta đã vượt xa cả mong đợi rồi. Có những chuyện không cần phải khiển trách nặng như vậy. Nếu không nhờ tôi khoan hồng đại lượng, bây giờ cô ta đã bị đuổi việc rồi. Tôi xin lỗi. Giám đốc Bạch à, anh xem Lộ Đa đã biết lỗi rồi. Không có công lao cũng có khổ lao, anh tha thứ cho cô ấy lần này đi. Không có công lao cũng có khổ lao sao? Câu này đúng là quá đáng ghét.
Đây chính là cách ngôn để cho mọi người yên tâm thoải mái đục đứt béo cò phải không? Sao đi? Ai nấy mặt ủ mày chân. Hôm nay tuy xảy ra chút vấn đề, nhưng giải quyết xong là ổn rồi. Chúng ta coi như rút ra bài học kinh nghiệm, lần sau chú ý. Phải đó. Mọi người cũng không cần sa sút tinh thần như vậy. Thực ra hôm nay tổ chức vẫn rất thành công. Giám đốc Ngao, anh sắp xếp đi. Tối nay mời mọi người ăn bữa cơm. Nghe thấy rồi chưa? Giám đốc Ngải mời đó. Mọi người cố chịu thêm đi. Tôi nghe nói anh ta ký hợp đồng 3 năm với công ty. Hết hợp đồng sẽ đi. 3 năm. Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Không phải thực sự là quá đáng. Em xem, em bận tối mặt tối mũi suốt ngày. Một câu nói của anh ta liền trừ 2 tháng tiền thưởng hiệu suất. Có sự đồng cảm không vậy? Loại người như anh ta đúng là không có trái tim. Sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Đi chết. Đi chết, đi chết, đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết. 10.000 bộ sản phẩm bán sạch trong chốc lát. Theo tôi thấy, những nhân viên này của phòng sản phẩm trí tưởng tượng không đủ phong phú, tầm nhìn quá hạn hẹp. Với năng lực của tôi và khí thế của ngày hôm nay, cho dù anh chuẩn bị 30.000 bộ, 50.000 bộ vẫn có thể bán hết. Giám đốc Bạch nói rất đúng. Bánh ngọt chúc mừng đặc trưng cho anh sẽ tới ngay thôi. Tôi đi vệ sinh nha. Tôi mời anh một ly nha. Bánh ngọt chúc mừng. Còn có cả bánh ngọt chúc mừng sao? Phải phải, mời anh một ly. Alo, cậu là ai? Sao cứ gọi tôi hoài vậy? Là Lý Lộ Đa phải không? Cậu là ai? Trưa nay cô vừa lấy nước tạt tôi đó. Quên rồi sao? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Hôm nay cô tạt nước tôi xong liền chạy để quên túi trong quán. Tôi đã nhìn thấy túi của tôi. Cái đó, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đưa đến cho cô. Không cần đâu, cái đó cậu cứ để ở quán. Tôi tự tới lấy là được rồi, cảm ơn nha. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không trả thù cô đâu. Cứ định vị cho tôi nha. Tôi sẽ đi thẳng tới đó. Nè. Chào mọi người, bánh ngọt được đặt riêng tới rồi đi. Lý Lộ Đa. Cô lại chấm nát lâu đài của tôi rồi. Tôi lại. Cô lại làm hỏng lâu đài của tôi rồi. Không phải chứ. Đừng nói là anh ta nha. Cô cố tình chứ gì? Thôi bỏ đi. Không phải. Bỏ đi mà. Giám đốc Bạch. Không ngờ anh ta chính là tên mập hồi nhỏ. Tiêu đời rồi. Mình ở công ty thê thảm rồi. Tôi đi trước nha. Tôi phải về nhà trông con. Mọi người chơi tiếp đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Không ổn rồi. Nè Đinh Sa, giám đốc Bạch uống say rồi kìa. Cậu chăm sóc anh ấy nha. Nhưng em còn phải bắt chuyến cuối tàu điện ngầm. Giao cho cậu đó. Đi thôi Tiểu Đinh. Cậu cũng đi luôn đi. Tôi chở cậu. Phải rồi, đi thôi. Cứ giao cho tôi. Đi thôi. Có tôi rồi, đưa túi cho tôi. Tôi cầm giúp cô. Sao mọi người đi về hết vậy? Lộ Đa, vợ của tôi khác rồi. Tôi về nhà rót nước cho cô ấy uống. Còn giám đốc Bạch uống say rồi. Giao cho cô nha. Cực khổ rồi. Không phải, nhưng mà thầy Du cực khổ cho cô rồi. Lý Lộ Đa, thật ngại quá. Vừa bắt cậu đem túi cho tôi, vừa bắt cậu bây giờ đưa người về nhà, là mất thời gian của cậu rồi. Không sao đâu, tiền cơm trưa của cô cũng là tôi trả mà. Xin lỗi nha, tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu lại có phải cảm thấy rất hỗn loạn, không phân biệt được tôi là người tốt hay kẻ xấu hay không? Khương Quả Quả, hôm nay anh buộc phải cho em câu trả lời. Nếu không em sẽ không để anh đi đâu. Này Khả Khả, anh đành phải nói thật với em. Từ khi anh gặp được Triết, anh đã tìm được nửa kia thật sự của mình. Đồ cặn bã. Đừng nói là cậu đối với sếp của tôi có suy nghĩ không đứng đắn nha. Cô nghĩ như vậy thiệt sao? Nè, tôi không đỡ nổi. Tôi sai rồi, mau đỡ giúp tôi đi. Được rồi, tôi nói thật với cô. Những gì cô nhìn thấy lúc trưa không phải là toàn bộ sự thật. Tôi hiểu hết rồi, mọi người đều còn trẻ. Hạnh phúc là được rồi. Tôi và cô gái đó đã chia tay 2 năm. Nên tôi tìm một người anh em cùng tôi diễn kịch thôi. Phải rồi.
Ban nãy tôi có nói tới một điểm rất quan trọng hay chưa? Các người không được lén lút gọi tôi là Ngỗng Bá Dương. Được rồi, bỏ bổn Bá Dương ra. Bỏ ra. Bổn Bá Dương có thể tự đi được. Ngỗng Bá Dương này của các cô đúng là ngang ngược thiệt đó. Cậu có biết bộ phận chúng tôi ngày nào cũng như núi lửa phun trào hay không? Đáng sợ vậy sao? Đại hội bốc phốt mà anh ta 10 mùa cũng không đủ. Đúng là rất khoa trương đó. Cô nói coi, tôi vừa đưa sếp của cô về giường, vừa đem túi tới cho cô. Có phải cô nên mời tôi ăn cơm không? Không ăn nữa. No lắm rồi. Ý của tôi là cô ấy mời tôi ăn. Đều không ai được ăn. Cậu là ai? Tôi là người này. Không phải nhân viên của chúng ta. Thấp một chút. Dạ. Có phải định quấy rối nhân viên của tôi không? Tôi tuy năng lực làm việc của cô ấy kém, cậu cũng không được tùy tiện quấy rối cô ấy. Dạ. Như vậy là không đúng. Cậu ta không dám nữa rồi. Đứng thấp xuống. Không sao rồi. Giấy, đưa giấy đi. Tôi đi mua, để tôi đi mua nha. Chờ chút nha. Ngồi đi, ngồi đi. Alo, Bác Tài. Phải rồi, phía Bắc đường Ngũ Thông. Phải, ngay bên cạnh ngã tư đó. Giám đốc Bạch. Là đường Ngũ Thông, không phải đường Ngũ Phong. Tôi nói cho anh biết, không được đứng ở giữa đường như vậy. Như vậy quá nguy hiểm. Cảm ơn. Giám đốc Bạch. Giám đốc Bạch. Giám đốc Bạch à, giám đốc Bạch. Chết rồi. Cũng may là nằm mơ. Giấc mơ như thiệt vậy. Nè cục cưng, cho mình dây 6.000 tệ đi. Không phải hôm qua mình vừa cho cậu dây 6.000 tệ sao? Biên lai chuyển khoản trên WeChat vẫn còn đó. Hôm qua mình hỏi dây tiền cậu lúc nào chứ? Không hề có. Cậu tự coi đi, cậu chuyển khoản cho mình khi nào đâu. Quách Tiêu Lai, cậu không có đàng hoàng gì hết. Biên lai chuyển tiền trên WeChat mà cậu còn xóa. Lý Lộ Đa, hai chúng ta quen biết nhau hơn 20 năm, mình là con người vậy sao? Quách Tiêu Lai, con Kim Ngưu thật đáng sợ. Mình Kim Ngưu, cậu chỉ có 6.000 thôi mà.
đứa trẻ có mẹ như báu vật. Nếu việc Bạch Chân Tướng bị đâm là xảy ra trong mơ, vậy thì mình ngủ thiếp đi vào khi nào? Không lẽ là tối qua mình uống say không nhớ gì sao? Thang máy thiết kế không hợp lý, lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Lộ Đa cô qua đây. Hôm kia cô ấy chính vì thang máy của các cậu thiết kế bất hợp lý nên tới trễ, khiến cấp trên nổi giận. Không phải chứ, lại nữa rồi. Không lẽ bị chửi cũng phải đắm chìm trong giấc mơ trải nghiệm lần nữa? Tôi hy vọng cậu chỉnh đốn lại thái độ. Chúc cậu giữ được công việc này. Chúc may mắn. Tôi biết rồi, giám đốc Bạch. Không phải chứ, Bạch. Hôm qua anh từng nghe câu này chưa? Sao? Cái gì? Nè, không phải chứ cô. Nè Lô Đa, bản thảo của sự kiện phát sóng trực tiếp hôm nay là nhờ cô hết nha. Phát sóng trực tiếp? Không phải hôm qua đã phát sóng rồi sao? Hôm qua? Hôm qua gì chứ? Hôm nay phát sóng trực tiếp sự kiện ẩm thực người lười đó. Hôm nay sao? Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Vậy hôm qua phát sóng trực tiếp cái gì vậy? Tôi nói với cô là chuyện hôm nay. Cô tại sao cứ nói hôm qua vậy? Cô đừng làm tôi sợ nha Lỗ Đa. Sự kiện hôm nay không được xảy ra sai sót cô đó. Nếu không Bá Dương, nếu không Bá Dương chắc chắn sẽ nổi điên mất. Nhờ cô nha. Không phải Lỗ Đa, logo dùng trong sự kiện chiều nay có thể phiền em đi lấy giúp chị không? Các vị khách quý, các bạn bè trong giới truyền thông, xin chào mọi người. Nghe thấy chưa? Giám đốc Ngải mời đó. Đi trước. Giám đốc Bạch uống say rồi, giao cho cô nha. Bổn Bá Dương có thể tự đi được. Không phải chứ? Thực sự lại thêm lần nữa sao? Thấp một chút. Dạ. Không sao rồi. Đừng, không, đừng cử động. Đừng cử động. Anh cứ phải ói vào người của tôi sao? Giấy, để tôi đi mua. Ngồi đi, ngồi xuống. Alo. Là đường Ngũ Thông, không phải là đường Ngũ Phong. Có một người say sẽ đưa anh ta đi. Vẫn chết rồi. Lại là ngày 14 tháng 4. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lô Đa, cho mình dây 6.000 tệ đi. Đồng ý rồi đó. 6.000. Lý Lô Đa, cậu bị trúng độc rồi. Cậu bị trúng độc ngày 14 tháng 4. Có phải cậu cảm thấy rất lạ lùng, rất quan đường, rất kỳ diệu và cũng rất thần kỳ hay không? Mình nói cho cậu nghe, mình tuyên bố, mình sẽ không rời xa cậu nữa. Mình sẽ ở lại đây xem kịch hay. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Không lẽ mình rơi vào vòng lặp thời gian sao?
xuyên qua các hành tinh cứu Ngỗng Bá Dương. Sao không nộp cho tôi đúng hạn mà cứ phải trễ 5 phút? Trễ 5 phút thì có lợi ích gì cho cậu? Nếu có thể trễ 5 phút, tại sao không sớm 5 phút? Cô nhìn gì? Cô qua đây. Cô không có trách nhiệm sao? Không khí làm việc ảnh hưởng lẫn nhau. Cậu ta có lỗi thì cô cũng có lỗi. Hy vọng mọi người hãy cất kỹ lòng đố kỵ của mình, giúp có sức lực trong công việc sau này. Xin đừng ảo tưởng sếp tổng ngăn ngừa kích dở kịch thô tục của mình, bất luận là nam hay nữ. Tuy là chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng có thể chắc chắn là một khi Ngỗng Bá Dương bị xe đâm chết thì mình sẽ lặp lại người này. Vậy thì có phải là chỉ cần anh ta không chết là mình có thể thuận lợi qua được ngày hôm nay không? Tôi có giấy. Sao lại như vậy? Lại chết nữa rồi. Có lộn không vậy? Ngày nào cũng thật là thú vị. Hằng ngày nhìn thấy Ngỗng Bá Dương chết đi hết lần này tới lần khác. Không phê sao? Mình không tin. Mình không cứu được con Ngỗng Bá Dương đó. Sao cậu lại phải cứu anh ta? Nếu như mình không cứu anh ta thì ngày nào anh ta cũng sẽ chết. Còn mình thì ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại ngày như vậy. Lý Lộ Đa mình sẽ từ biệt ngày hôm nay để mà nghênh đón ngày mai tươi sáng. Vậy thì cậu cố lên nha. Tuy mình vẫn không biết phải làm sao mới có thể ngăn cản con Ngỗng này tử vong ngoài ý muốn, nhưng mà trước mắt mình không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có cố gắng thử mà thôi. Nếu như Ngỗng Bá Dương vẫn uống say vậy thì... Đại cương kế hoạch cứu Ngỗng Bá Dương. Kế hoạch A: ngăn cản Ngỗng Bá Dương ói, giữ chặt Ngỗng Bá Dương. Kế hoạch B: chốt cho Ngỗng Bá Dương tới mức mất đi ý thức, khiến hắn thẳng về nhà. Kế hoạch C: đưa anh ta đi đường tắt. Kế hoạch D: ngăn cản Ngỗng Bá Dương tham gia tiệc liên quan. Nếu như vậy vẫn không cứu được Ngỗng Bá Dương thì Lý Lộ Đa này cam tâm tình nguyện lặp đi lặp lại mãi ngày này, mình không xứng được thấy mặt trời ngày mai. Đại cương kế hoạch cứu Ngỗng Bá Dương. Kìm nén, kìm nén, kìm nén, kìm nén đi. Đừng có ói, nuốt vô, nuốt vô, nuốt trở lại đi. Nuốt, chết vì nghẹn. Anh ta nằm trong số ít những người chết nghẹn vì nuốt thứ mình ói ra. Cho nên cho dù anh ta lên thiên đường hay xuống địa ngục, khi bị hỏi về nguyên nhân chết, sợ rằng anh ta sẽ tự ti. Giám đốc Bạch uống say rồi, giao cho cô nha, cực khổ rồi, ngày mai gặp. Đi, uống một ly đi. Phải không? Tiểu lượng của anh như vậy không ổn rồi. Anh làm sếp mà, phải không? Không có việc gì mà tôi không làm được. Phải, uống nhiều vào nha. Uống nhiều vào. Uống say rồi chết sẽ không có chuyện gì nữa. Nữa đi, nữa đi. Tiếp đi, đừng có ngừng. Chết vì ngộ độc rượu cấp tính. Nghe nói là cô chốt rượu cho anh ta. Vậy thì cô cũng được coi là sơ suất gây ra chết người đó. Không phải tôi. Tôi không có. Miệng của anh ta làm sao vậy? Là do anh ta ăn lẩu cây. Nói là cay quá, cay quá. Chết gì cay. Anh Trần à, tối nay chúng ta ăn cơm đổi quán khác đi được không? Còn ăn lẩu cay cái gì chứ. Chuyện này giám đốc Bạch, đừng có đi cửa lớn, đi cửa phụ đi. Tại sao tôi phải nghe cô? Không phải đâu. Tuy rằng điều này đã vượt khỏi phạm vi chuyên môn của tôi, nhưng mà tôi cảm thấy nếu như gặp phải lỗ đen thời gian thì sẽ xuất hiện hiện tượng chết già trong chớp mắt. Nhưng mà tôi cảm thấy mừng cho anh ta. Dù sao thì chết già trong chớp mắt cũng coi là sống thọ chết nhà.
Lý Lộ Đa, mở cửa ra. Cô làm vậy là giam giữ phạm pháp. Giám đốc Bạch, tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon ở trong đó. Chỉ cần qua ngày hôm nay thì tôi sẽ thả anh ra. Anh bắt tôi xin lỗi anh cỡ nào cũng được. Chết vì cảm động, xúc động mạnh dẫn tới tim đập quá nhanh mà chết. Anh ta là nhìn thấy thứ gì quá yêu thích sao? Bản thân của anh ta đó. Ngậm cười nơi chính suối. Không lẽ mình thực sự bị mắc kẹt trong ngày 14 tháng 4 này hay sao?